Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay, đoàn đại biểu của tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình. Với lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã làm lễ dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ của tỉnh tại thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Ninh Bình đã có hàng chục nghìn thanh niên tình nguyện xung phong lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng và đã có trên 16.000 người con ưu tú anh dũng hy sinh để đất nước ca khúc khải hoàn. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ mãi mãi là tấm gương sáng để các thế hệ người dân Ninh Bình ghi nhớ và noi theo. Với niềm xúc động và biết ơn vô hạn trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng tri ân và thể hiện quyết tâm cùng Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đoàn kết chung sức, chung lòng xây dựng quê hương Ninh Bình phát triển bền vững, xứng đáng với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Tại đài tưởng niệm liệt sĩ của tỉnh ở phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, các đồng chí thường trực tỉnh ủy thay mặt Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh lên đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, đại diện lực lượng vũ trang tỉnh lên đặt vòng hoa và dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ sẽ sống mãi với non sông đất nước và là niềm tự hào, là động lực để mỗi người con quê hương Ninh Bình tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống lịch sử cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng phấn đấu thi đua học tập, lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, chiến thắng đại dịch COVID-19, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.